Với 2 ly glucagon mỗi ngày, đường huyết của tôi đã ổn định. Sức khỏe của tôi cải thiện rất là nhanh, cơ thể không thấy mệt mỏi. Tôi vô cùng thoải mái để vui đùa cùng con cháu. Glucagon với công thức hệ một đường hấp thu chậm, giúp cân bằng đường huyết, chỉ số đường huyết GI thấp, đã được chứng minh lâm sàng cùng 38 dưỡng chất thiết yếu, tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Tôi thường dùng 1 ly vào buổi sáng, như thế là đã đủ dưỡng chất cho cả ngày, đường huyết ổn định, tôi cảm thấy khỏe lắm. Còn hôm nào trở trời, mệt mỏi, không ăn uống được, thì tôi dùng thêm 1 ly nữa vào buổi chiều tối. Bạn bè, người thân của tôi cũng bị đái tháo đường nhiều. Tôi đã chia sẻ glucagon với mọi người và ai cũng có kết quả rất là tốt. Sau 3 tháng sử dụng glucagon, chỉ số đường huyết của tôi rất ổn định. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Sáng nào tôi cũng uống 1 ly vào lúc 7 giờ sáng. Mà cái hương vị này rất là thơm ngon và dễ uống, giúp bồi bổ sức khỏe. Bây giờ tôi đi bộ thể dục ở công viên này, đi chợ này và leo cầu thang, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như hồi tôi mới bị nữa. Từ lúc uống 1 hộp glucagon đến giờ là coi thấy là chỉ số đường huyết ổn định mà còn giảm đi nữa cơ. Đấy, sức khỏe rất là tốt chứ không mệt mỏi như trước kia nữa. Mà chồng con bây giờ vui mừng á. Mỗi sáng ngủ dậy chỉ cần uống 1 hộp glucagon này là coi thấy là khỏe mạnh cả ngày. Bây giờ đi chơi gia đình rất là hạnh phúc. Glucagon, đường huyết cân bằng, tăng cường sức khỏe.